Cô bé ơi cháy rồi. Nấu ăn thì công thức của cậu bé. Mấy bạn comment á là không biết có ai dám thử chưa. Ok luôn, nay tôi sẽ gánh cho vai trọng trách này. Tôi sẽ nấu theo công thức của cậu bé. Để lý giải vì sao mà mở bé lại mê cậu bé đến như vậy. Let's go. Ok, bây giờ tôi sẽ vừa coi vừa làm để coi sao công thức nha. Bếp thật luôn ha. Chào mọi người. Bật bếp. Bật chưa? Hù. Ok, đây, bỏ bơ vô mọi bơ. Người ơi. Bơ càng nhiều thì đồ ăn càng thơm. Bơ càng nhiều thì đồ ăn càng thơm. Bao nhiêu là nhiều ta? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Má, chưa gì thấy rớt mua mà nó dữ rồi đó. Thôi. Cậu bé ơi, sao nó văng có gì cậu bé. Cậu bé đâu có văng gì. Tỏi có hành, phi hành. Hành đầu bếp lúc nào đây cũng phải có một cái dễ. Dễ. Có hành, có tỏi anh nhờ bỏ vô nè. Cậu bay nó ăn giỏi quá. Văng ra dơ là mình phải mất điện. Cái gì văng ra thì lâu. Lâu rồi cứ bỏ vô ông ta hay là để ngoài ta. Thì cậu bay không nói cậu bay ơi. Cái này dư ra ngoài này thì mình bỏ hay là mình bỏ ra ngoài hay là vô đây. Cá này là mình phải ướp với một sơ một xíu muối. Cá hồi. Ướp muối rồi nha. Nó cũng thơm mà, thơm mùi bơ mà. Dạ, biết ớt ấy. Kiểu sơ. Ờ, là có tỏi, ớt, nước tương, đường với mật ong. Ok. Mật ong. À. Công thức riêng của cậu bé, tôi nghĩ cái phần này là cái phần mà làm cho cậu bé đắm đuối đấy. Ôi hả? Ôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi uống quá lại. À, không hôm nay sẽ gây cháy nên không đổ từ đầu. Thế là con bé ơi cháy rồi. Cái gì thêm bơ giờ ngon. Đúng. Hả, thêm bơ. Mấy bạn đừng cười cậu bé đó nha, cực lắm á. Trời ơi, trời. Lật nó lên. Má, cái đoạn này khó nè. Xong rồi mọi người, cho con lấy cái này ra thôi. Xong rồi. Đây. Nhìn cái dấu mọi người. Nhìn cũng giống ha. Cố rồi. Cái vị nó bên quen ta. Cá kho tộ hả? Trong cái chiên gì á mà nó có thoang thoảng cái vị của cá kho. Sao vậy? Cậu ba bày bỏ nhiều bơ quá. Ăn nó mất cái vị béo tự nhiên của cá hồi rồi. Cái vị bơ không à. Nói chung ở đây là món cá hồi áp chảo. Mà thấy có nước tương nữa nên thấy tôi thấy nó sao quá. Cũng được đi nhưng mà hơi lạc quẻ xí. Cậu ba còn món nào nữa không sao? Khi này nấu thử. Ôi má ơi, nấu được thôi. Khỏi. Ăn cái thức của cậu ba. Tôi có chè đậu. Tôi có whipping cream. À, biết đó gì rồi nha. Chè đậu cậu ba. Thế bạn kêu tôi nấu chè nhiều quá. Để đáp lại tấm cái tình đó, tôi định là món chè đậu với whipping cream. Ok, giờ đầu tiên là phải để cái đậu này nó sôi lên một xíu rồi bắt đầu bước theo nha. Cái đậu này nó chín sẵn hết trơn rồi, giờ nó sôi lên thôi nha. Ê, tức là cậu bé nói chuyện hay quá không? Nó chìm phải đậu không mà thấy nước đâu hết trơn á. Nên tôi bắt trước, tôi bỏ ít nước lại thôi. Đó, bắt đầu nó sôi sôi một xíu rồi nè mọi người. Thế là giờ phải đổ whipping cream này vào trong cái đậu đỏ mà phải vừa đổ vừa hát cho má. Tụi nó mới hiệu nghiệm đó. Tôi thức ơn bà whipping cream. Sao nó khác vậy ta? Ôi mọi người ơi, nhìn như là nó ăn cái dầu ở trên ấy. Đóng cái dầu ở phần phía trên đó mọi người. Ê, chết rồi cậu bé ơi, tôi sai rồi cậu bé ơi. Giờ tôi nghĩ là tôi cần phải cứu cái nồi chè whipping cream của tôi bằng cách là vớt cái phần trên này ra. Mọi người ơi, nó tưởng đâu là nấu canh bí đỏ không á. Cậu bé sẽ la mình mất. Mọi người ơi, tôi mới vừa cứu cái đống whipping cream ra xong rồi cậu bé bỏ thêm vô nữa. Giờ nó bỏ thêm không ta? Một thìa này nữa. Ôi trời ơi. Lo quá à. Khỏi đi. Ê từ. Xin bè. Cậu ba.
Tại sao cậu ba lại múc như vậy? Cậu ba đổ vào. Sao cậu ba đưa cho mọi ba nếm cái muối này vậy? Nó chưa xuống đây mà. Đúng rồi nè. Cậu ba không có cho nếm cái này mà nếm cái này thôi. Hiện gì mọi ba khiên dữ gì? Mọi ba khiên nó ngon nè. Có lý do đó. Nó béo mà nó tê tái hết cả lưỡi. Ông Tố ơi. Nó béo mà nó tê tái hết cả lưỡi. Im. Nó béo. Ai vậy? Dễ quá. Y như ăn phô mai luôn. Tôi cứ phải nếm như một mình nấu thôi được không? Khỏi nếm được không? Chứ rung quá rồi. Cậu ba nó giống phô mai gì á. Phô mai hả mà. Không phải thúi hay gì vậy? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ôi, ba ơi, sao mà ba khiên hay quá vậy? Tôi nghĩ là lần sau nữa sẽ không có cái nó sẽ làm giúp cái món này nó ngon hơn. Vợ ơi, giờ phải lại đây thôi. Thế vợ? Anh phải múc cho vợ một chén ngay thôi. Mày ơi, có đủ đồng bọn nữa. Lấy cái chén cái tôi bóc cho bà ăn nha. Mắc cỡ quá rồi ơi. Tặng thêm một lớp kem sữa. Ôi đừng mà đừng chiều em nó như vậy đừng. Theo cậu ba là đậu, bỏ cái đống đậu còn sống này vô đây luôn. Rồi ai chúng đáng chịu. Múc ra. Ê vậy là xong rồi đó. Đè, cái chí cho đầu liền nha, cái chí cho đầu liền. Cầm, hai tay. Mình chưa kịp nếm đường này. Không lại sự nên mình cho một ít caramel. Nó sẽ lặn bên dưới. Ê, trẻ ra tay chưa bật caramel má ơi. Quên. Cái này chưa có đường, tôi cũng chưa có đường luôn. Nên giờ phải bỏ caramel vào trong cái chén chè này. Caramel của cậu ba á, tôi biết không ra. Các tôi mua cái caramel cũng tương tự thôi nha, phải phiên phiến thôi. Nó sẽ lặn bên dưới à. Cái muỗng thần kỳ. Rồi, trộn lên. Làm đôi nha. Cam, đây kia. Nóng nồng nào. Nãy xong con minion rồi đó, giờ tới tôi. Cô bé thử thành quả của mình như thế nào chứ đúng không? Giống như hồi lý trước đó, mọi người chê cái chất chi. Ai vậy nó ngon, xuất caramel vào nữa. Cái thành quả cuối cùng. Ở cái lý bến tại cái chất đó, tôi tin cậu ba lắm. Giờ đỡ hơn xíu rồi. À. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Nó có mùi caramel thôi á. Còn cái đậu thì nó cái là đấy thường đậu là phải nó phải ngọt ngọt á, nhưng mà ăn nó không có ngọt. Nó sườn sườn á. Phần kem sữa hồi nãy thì bỏ vô thì nó béo. Không có béo. Nói chung là món này không được ăn cậu ba. Đổi món khác đi. Kỳ quá.